Thưa quý vị và các bạn, tình trạng mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn cả nước đang có chiều hướng diễn biến phức tạp, nhất là trong lứa tuổi thanh thiếu niên. Nhiều loại ma túy núp bóng được giao bán tràn lan trên mạng xã hội đặt ra nhiều thách thức không chỉ với ngành chức năng mà còn với cả cộng đồng. Vì vậy, thời gian qua, ngành chức năng cũng như các cấp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã và đang nỗ lực với nhiều giải pháp triệt phá, ngăn chặn tình trạng mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy, nhất là trong giới trẻ như hiện nay. Phản ánh nhân ngày toàn dân phòng chống ma túy 26 tháng 6. Thứ đáng giá nhất trong căn nhà của người phụ nữ này là chiếc xe đạp cũ. Nó cũng là tài sản duy nhất để nuôi sống bà bằng việc đi nhặt ve chai mỗi ngày để gắng trụ qua ngày. Chồng qua đời khi con trai còn nhỏ, chật vật làm đủ thứ việc nhưng cũng không đủ để chu cấp cho đứa con trai út sinh năm 1990 ở cùng mình. Cũng bởi không chỉ người con út mà ngay cả người anh trai cả cũng đã bị nàng tiên nâu gieo rắc suốt gần chục năm nay. Vẫn mong các con sẽ có ngày trở về làm lại cuộc đời, nên bà quyết định gửi người con út vào trại cai nghiện ít ngày trước và dự định sẽ gửi người anh cả vào sau. Bỏ đi thì nó lại phải phá hết sạch. Thế mà bao nhiêu công nào thì cứ một mình mẹ làm nên, chứ con có làm được cái gì đâu. Nó chỉ cần tiền thôi mà. Có cái gì trong nhà nó bán hết, không còn cái gì. Không có phải đi vay cho nó. Cũng đi tù 2-3 lần rồi cũng không phải ít gì. Nhưng về vẫn chứng nào thật ý, không chừa được một tẹo nào. Cứ hứa rồi nhưng chỉ được 1 tháng 2 tháng lại bắt đầu như thế, thằng anh thế thằng em cũng vậy. Xã Phù Ủng có địa bàn phức tạp do giáp danh với tỉnh Hải Dương với dân số gần 10.000 người, trong đó có khoảng 1.000 thanh thiếu niên. 6 tháng đầu năm 2024, công an xã đã phối hợp với công an huyện bắt và khởi tố 2 vụ tàng trữ trái phép về ma túy. Xã có khoảng 10 đối tượng nghiện và nghi nghiện, trong đó có 2 đến 3 đối tượng là thanh thiếu niên. 2 đối tượng đã được đưa đi cai nghiện tự nguyện và bắt buộc. 9 đối tượng được quản lý chặt chẽ trên địa bàn. Chúng tôi cũng thực hiện nhiệm vụ theo các cái quy trình tuần tra, canh gác, kết hợp cùng các ban ngành đoàn thể, chính quyền địa phương, các gia đình tuyên truyền vận động đẩy lùi các cái đối tượng đã nghiện và nghi nghiện, có kết hợp cùng với lại cả các nhà trường, tiểu học và trung học cơ sở tuyên truyền để cho các cháu nhận thức được cái tác hại của ma túy. Từ đầu năm đến nay, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hưng Yên đã bắt giữ 877 vụ, hơn 1.000 đối tượng về ma túy, trong đó khởi tố hơn 400 vụ, 482 bị can, thu giữ trên 645 gram heroin, gần 2.000 gram ma túy tổng hợp. Các đối tượng nghiện vi phạm pháp luật, đáng nói những đối tượng này đã có xu hướng ngày càng trẻ hóa. Muốn địa bàn không ma túy thì chúng ta phải không được dùng, bắt đầu không thử, đến bây giờ là học sinh là quan trọng nhất. Chúng tôi đã có đề án tức là tuyên truyền từ cấp 1, cấp 2, cấp 3 sử dụng ma túy rất nguy hiểm. Đề nghị là gia đình, quan trọng nhất gia đình phải quản lý. Cái thứ hai, khi mà đối tượng đã sử dụng ma túy rồi, đã có tiền án rồi thì về nhà đề nghị là tổ chức xã hội cũng như các doanh nghiệp phải tiếp nhận công an đến từng địa phương rồi, công an chính quyền địa phương rồi. Muốn việc thành công thì đòi hỏi là bí thư chủ tịch là phải sát sao. Phòng ngừa tội phạm về tệ nạn ma túy trong thanh thiếu niên là nhiệm vụ quan trọng cấp bách của cả hệ thống chính trị, trong đó phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng công an nhân dân, trách nhiệm và hiệu quả hoạt động phối hợp của các ngành địa phương, nhất là ngành giáo dục. Bên cạnh đó là sự phối hợp quản lý chặt chẽ từ gia đình sẽ góp phần ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn ma túy trong giới trẻ như hiện nay.